À, chào Quốc Cầm. Chào Chào Thái Quang, Thái Quang, nghe rõ không nghe rõ không? con? Dạ, con nghe rõ. Sao gặp lại ta? Bố rút tai nghe, bố gắn là vẫn gắn lại coi. Được chưa? Nghe được không? Bố nghe bình thường mà. Ủa sao rồi? Ồ thôi kệ bà đi. Có cái chuyện này nãy giờ thì thằng Trung nó nói thì rất là hay và không có cái gì là phải bàn cãi cả, mà cái chuyện nó đi nó lại hoài nó cũng cũ xì mẹ ơi, khổ lắm. Ta có mới được một cái thông báo, cái này là tờ báo, cái này là của như chính thức nha. Ta coi cho sao nó quay lại ta. Đúng rồi. Ở đây là một cái ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và ông này ông đã tất nhiên là ông này ông đã thông báo cho biết là ở Mỹ, là ở bang Carolina đã xây nhà máy VinFast, đã xây dựng ở nhà máy pin và xe. Thôi kệ đi, cái chuyện này mình đã biết là thông báo này là thông báo coi như là chính thức của một cái vị đại sứ tại Việt Nam. Có cái này mới là vui nè, có phải là mình vui nè. Tao cũng đang chuẩn bị nè, mà coi tao đang chuẩn bị đồ đạc để mà đi du ren nè, đó thấy chưa, quá trời nè, tùm lum tà la, đang soạn đồ tùm lum tà la để qua mà để chiến đấu với lại du ren. Nhưng mà trước khi qua du ren chắc tao ghé Việt Nam, tao ghé Việt Nam, mà nếu mà Việt Nam mà thịt cầy hoặc là cái gì phở mà nó ngon quá là đủ mà tở là tao À ăn luôn đó, à. tở lại luôn. Còn nhưng mà cái này nè, mới là ghê nè, đó cái này mới là ghê nè. Tin mới, một cư dân phố Bonsa nước tỷ giả từ nước Mỹ thân yêu lên đường qua Ukraine góp phần chống lại bọn xâm lược cường hào ác bá. Cái này mới là vui nè, là thiệt tình vui lắm đồ, cái này vui đó. Mà ở bên cái luật sư Trịnh Quốc Thi mới vừa đưa lên là vui lắm. Đó là tin đồn đâu gặp chép, có người thì nói là anh đi qua một nơi nào đó chứ không phải là Ukraine, chẳng hạn như qua Pháp, qua Ba Lan, qua Âu Châu. Có người thì nói có thể là anh vào Ukraine để anh tìm kiếm phế liệu chiến tranh chẳng hạn như vậy. À, cái này mới là vui đó, cái đó mới là vui á, được quá, cái đó mới là vui. Và tao nghĩ là chắc mà cha này cũng giống tao, được quá, ghé Việt Nam và thấy thịt chó với lại mắm tôm rồi đủ quá, là coi như ở lại luôn, khỏi mất công đi qua Ukraine. Được quá, đây là cái chuyện gì đó, chuyện chuyện hề nha. Nhưng mà bố thử Hả? tìm hiểu thử xem, bố thử tìm hiểu thử xem cái tay này trước khi mà đưa ra cái túi đó đó là đã quyên góp được bao nhiêu tiền không? Có kêu Cái gọi bố ai này ủng thì cái hộ này tiền thì cho hắn mua vé hắn đi không? mình cũng không biết đó, nhưng mà có cái điều là cái chuyện này là cái chuyện vui. Cũng chúc mừng anh này đã qua Ukraine này thôi, rồi không biết Qua thăm chắc tất lẽ chắc mẹ. đúng rồi, nhưng mà có cái điều chắc là cha kỳ này đi chắc đem đồ nhiều lắm đó. Tại vì cháu nghĩ là nếu mà cho qua Ukraine cha không có về được á, cho nên ta chỉ đem đồ vậy, có cái gì tẩn tẩn niệm luôn. Cái gì cười được quá, tao nói không phải ạ. Được, tao nói không phải ạ. Cái chuyện đi mới là chuyện vui á. Thì không biết cái ông gì mà tao nhớ nhớ bộ bữa trước thì ở Việt Nam mình có cái cha là ở Vũng Tàu tên là Hải Hải cái gì Hải á, cũng đòi đi qua Ukraine, mà sao bây giờ đụng bên thung dòi mất tiêu rồi, tao không biết nữa được á. Tao mà nếu mà là tao là nhà nước là tao ký giấy cho đi liền, đụng qua, qua bệnh hiến xác để có cái gì đâu quá. Đó, cười gì được quá. Còn tao cũng chuẩn bị đi về nè, đi qua Ukraine nè, nhưng mà trước khi đi qua Ukraine tao đi ghé Việt Nam trước, ăn uống rồi coi thứ coi sao, rồi nếu mà khoái quá thôi thở luôn Việt Nam. quá, trên đời này nó có nhiều chuyện rất ư là buồn cười mà tiếu tiếu coi ha. Hình như là nó không, con người nó không được bình thường hay sao á, điên điên khùng khùng rồi sao ta, buồn cười. Thì mấy bữa nay thì tình hình nói chung mà thì tình hình thế giới cũng Nga với lại Ukraine thì nó cũng òn ỉ, nhưng mà nó cũng thuộc về cái dạng gần tàn rồi, mình không cần
cái bằng cờ tàn rồi, mình không cần phải, mình không quan tâm chưa tới nữa, 34 rồi chuyện mà cứ ủa chưa tới 34 lo không gì còn giờ nào thì giờ nó nào kéo tới dài tới đó 34 thôi. Có nghĩa là nó à cứ tàn tàn tới ngày 34 cái đó mọc cặt dính vô rồi xong, đúng tao biết rồi tao. Thì tao nói bây giờ nhưng nếu nó mà sớm quá thì nó đâu có, nếu nó sớm quá thì nhưng nó mà hốt khổ nó chưa đứng nhưng mà khổ khổ sao. cái không biết tới ngày đó có cái cảnh mà xe tăng Nga hút hút cổng sắt không ta Chắc là không có đâu, cái này là là một vấn từ đề từ khác. ông kia ông đâu ở trong cái dinh này đâu đúng không, ông đâu ở trong Đúng dinh đúng không, rồi, nó đúng ra khác cái ngày rồi, đó cái phải có này thêm nó cái cảnh mà xe tăng Nga mà hút cổng nữa thì mới là đẹp bài luôn, đúng bài luôn. vui vui, cái này vui. Ba kỳ này là mai mốt là nếu mà đi qua mà suôn sẻ thì không có làm gì, mà nếu mà có một chuyện gì đó thì chà, tao không biết nói sao ta. Thôi thôi thôi, không có bàn, nó có huông rượu hát, có huông rượu. Cũng có một cái thằng cha nào ở bên cũng ở bên Thái đấy, cũng tên là Hiếu Lê. Má cũng xung phong, ngày xưa chả là cũng lính đặc nhiệm gì của Mỹ, qua bên đó xong lập lọt 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 chạy về. Nó có một nguồn tin mà của cái báo phía bên này thì nó đăng, là có nghĩa là khi ông ấy đi qua bên đó thì có một, không có riêng mình ổng mà đa số những người lính đánh thuê, kiểu lính Lê Dương đó, nó đủ mọi chủng tộc cả. Thì ở bên đó thì họ bắn giết rồi dân chúng hãm hiếp tùm lum tùm la hết trơn trời. Thì ông này ông nản, chắc là cái cớ thôi, chắc sợ chết chứ không phải gì mẹ chứ. Ông không nghĩ tới cái chuyện mà họ làm như vậy, thì ông chán nản rồi ông không Không làm phải gì bố ơi, được á, cho nên hả. con nói bố này nè, bây giờ qua cái câu chuyện của những nhân vật này như là Nguyễn Hồng Phúc cái này và Phạm Nhân Hải ở Vũng Tàu á mà gọi là đăng ký xung phong đi qua Ukraine á, thì ở đây bố với mọi người thấy được cái bản chất đê hèn của bọn này không, là gì, tụi nó khi bất cứ vấn đề gì á mà liên quan tới vấn đề yếu tố Trung Quốc á thì nó cho rằng là Trung Quốc đã cướp đảo, đã kéo tàu ra Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm đảo vân vân mây mây. Đúng Cái không? đó Mà trong khi bọn mày họ nghe, luôn lên tiếng đấu tranh. Vậy tại tao sao nói mày tụi nó không rồi, đăng ký mày không đăng ký với chính quyền Việt Nam là và gia nhập quân đội Việt Nam để đi ra đó chống lại Trung Quốc. Thấy chưa? Mọi người thấy thấy tao thấy cái nói cho bản mày chất tàu nghe, lá của bọn này nó nằm đó chưa? Đó. nói chán đến mức độ là tao không cần thèm, nó không còn thèm nhắc cái đám đó nữa. Có nghĩa là gì, từ hồi xưa tới giờ cái chuyện đó nó xảy ra nó không phải là mới, mà đã 47 năm rồi mà nó cứ đi nhai lại những cái chuyện người ta đã nhắc đi nhắc lại mà hoài. Từ là cơm nè, cá nè, cây nè, biển nè, đảo, nói chung là tất tật khóc mật ước thành đô rồi, tất tần tật không có cái gì mà trúng cái trơn rồi. Người ta nói có một cái câu rồi, cái gì mà nó nói thì mình nói ngược lại là đúng 100%. Tao nói rồi, là ra riết rồi, tao không chán, tao không có muốn nói chuyện gì cái đám đó nữa, mà không nói về cái vấn đề mà nó tụi nó đồn đoán đặt trường hợp. Bởi vì khi nó mở miệng ra là cái chữ xuyên tạc ở ngay đầu mỏ rồi, nó xăm bẹn cho nó rồi, cho nên ra giờ mình không cần phải để ý nữa. Chỉ có cái, nó có cái chỗ này, nó có cái chỗ này nè. Bây giờ nó phát tin là thằng nào diễn đàn nào nó cũng nói là tôi muốn đa đảng, tôi muốn đa đảng. Đủ, tao mới chợt nhớ ra tao mới cái này. Đất nước tao nhiều lắm, đại hãng nhiều lắm, đâu mà ít. Bỏng tình đi, mày xuống cái chợ Thủ Đức á, ngay chợ đầu mối á, đảng nhiều lắm. Đảng A, đảng B, đảng C, mà ra ngay chỗ Hải Phòng á, đảng nhiều lắm. Ngay chỗ cái cảng Hải Phòng á, ù là đảng, đảng tùm lum tùm la. Cái gì cái đảng đó là đảng, mà ví dụ như là đảng giang hồ, đùng mà nước tao nhiều lắm. Thành phố cũng vậy nữa, là đảng cho vay nặng lãi nè, đảng là đủ thứ tùm lên, đảng siêu hay đảng coi như là ăn theo đu trend rồi câu view nè, câu like nè, nói chung là ui trời nhiều đảng lắm, đủ mà nhiều chết mẹ luôn, con đòi cái gì nữa, trời ơi khổ quá tụi này. Tôi muốn là đảng, tôi muốn là đảng đủ này, là tao viên đạn làm chị tao tức cười quá à. Tao nói rồi đủ, má nước tao nhiều đảng lắm, không tin mày, hồi xưa còn chợ cầu muối á, đủ má nó còn đảng bạo nữa. Rồi hồi xưa đó là ca thai là gì a tí là a sửu rồi tùm luôn la nhiều đảng lắm bác. Chỗ này là tào lao, nhiều khi tao sống bực mình. Thì bây giờ cái đứa nào mà đứa những kêu đứng đứa kêu gọi ra đảng mới là vui, mới là vui nè.
toàn lại bị vợ bỏ hết trơn á, tụi thằng nào nấy độc thân, đụ má thất nghiệp không ai ngồi, không biết gì làm, ngồi mở diễn đàn suốt ngày đụ phát cười tao cười luôn, tao coi tao buồn cười thiệt nữa đó, tao tào lao á, tao thiệt này tí 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 tao sao á, đồ tao không hiểu nổi luôn, toàn là toàn dân cõi trên nhưng mà chứ không có dân cõi dưới, đồ hỏi cõi trên đâu, đồ má nó đu dây điện á chứ không phải dưới, đồ quá xuống giùm con đi cha, đồ hội điện giật té rớt xuống bắt câu hỏi ai cứu, nó được nhiều cái buồn cười riết là nó bát nháo cả một cái cộng đồng mà nó không biết làm gì cả, biết không, nó không biết làm gì hết á, có ngày tối ngày nó ngồi nó làm giống như kiểu gì nó mộng du vậy á, ra nó nói tàm xàm bá lát, nó buồn cười nhiều cái nó tiếu lâm, mà toàn là dân là làm gì, toàn là đủ thất nghiệp nè, vợ bỏ đủ, nó làm những cái chuyện hầu như là đủ không, một người dân bình thường của cái đất nước cái đang sống cũng không điên giống gì nó nữa, người ta lo không có chuyện làm thì phải là ráng đi kiếm apply để có tiền để làm để có tiền sống, không đủ má làm biếng nè, làm nhát nè, thất nghiệp nè, vợ bỏ nè, gia đình không hạnh phúc nè, đủ má khóc lên khóc xuống nè, không đủ không biết làm gì ngồi đủ, tôi muốn ra đó tôi muốn ra đó, tao ngồi tao cười sặc máu luôn á, hết ý kiến luôn, có thiệt tao toàn là những nhân vật rất ư là những nhân vật rất ư là khủng khiếp, toàn là tiến sĩ lười tiến sĩ rồi á, ôi trời ơi là trời, tôi khổ thiệt tình. Thôi tao về nhà tao không thành lập đảng, tao là không có đảng phái đảng phiết gì hết á, đơn thân độc mã rồi má về Việt Nam chơi, lên thằng lên Tây Nguyên nè, đủ má hành hành xác thằng quỷ Tây Nguyên cho tao, tao thì tới giờ tao đài hành hạ nó đủ má, tao tội chó gì phải đi thành lập đảng chi cho tao mệt, không có đảng gì, tao không có đảng gì chứ, đơn thân độc mã nha, đủ má cười trời ơi là Lên Tây trời Nguyên đủ cưỡi má. voi đúng không? Lên Tây Nguyên cưỡi voi đúng không? Kỳ này là không có voi đâu, gửi bây giờ tao đâu có cho cưỡi voi đâu, nó phạm luật đó, cưỡi voi là có gì phạm luật đó, tao mới nghe tường tin đó. Ngược đãi động vật hả? Cưỡi voi gọi là ngược đãi động vật hả? Không biết nhưng mà tao nghe nói là không có được quyền nữa, rồi thì nói một cách khác cái chăng nữa thì những lúc gần đây á, nó, những cái thứ mà nó thuộc cái bằng sầm xí đú á, không biết làm gì, lâu lâu đủ mấy giống như kiểu trận đá banh á, trong khi cả rừng cờ đỏ sao vàng thì ngược lại thì có le que một 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 cái anh chàng lén lén chung vô đưa cái lá cờ đỏ cái gì cờ cờ vàng ba xem mà thế nên buồn cười, có nghĩa là cái gì nó cũng lén lén lúc lúc từ lên diễn đàn từ ăn nói từ kia mà không có ra đám ôn gì cả, và hầu như những thành phần đó là những thành phần cặn bã của xã hội, kể cả Việt Nam mà cũng kể cả nước ngoài, lười tao nói mày rồi, lười ăn là vợ bỏ này biến nhát là không thành đạt, nói chung tất tần tật. Ồ ba ngồi lên diễn gặp tôi muốn ra đảng, tôi muốn ra đảng rồi, tao nói rồi Việt Nam tao nhiều đảng lắm đồ quá, ông tin mày xuống chợ đầu mối coi mày bị giật mối nó coi nó quýnh chào báo mày luôn á, đồ quá giỡn quạt đồ quá thiệt định đúng không, phải không xe quen không tin coi giật mối tao coi mày ngon coi đồ mà khách của tao mà giật là nó quýnh đồ má phù mỏ luôn trời ơi đó, đồ tào lao đồ khổ quá thiệt tình, trời ơi là trời, ở đây có nhiều người có nhiều người sống ở trên mây á, đồ nhiều lắm, chẳng hạn như là anh chàng ở phố Bonsa này nè, ta đồ mới đi qua Ukraine để mà giải phóng đồ má ra đi đồ ta gọi ta gọi ta cười đồ quá ta tự thiệt tình đó đủ Làm ba cái trò rùi. ok thì muốn lên muốn xào xạo chút thì muốn đưa cái tin tào lao nè, cái tin chắc cái tào lao á đồ má dân buôn sao bây giờ kéo qua Ukraine hết đi giải phóng đồ má để chống lại tàn hay gì đó, thật sự mà nói thiệt là ở đây thường thường người ta nói nó làm sao á, nó làm như là nó hút cỏ Mỹ làm sao á, nó chán thiệt tình không đâu ra đâu cả, và là đưa ra những cái lời bình luận hoặc là những lời nói nó không có thiết thực mà nó hầu như là cõi trên, nó thẳng khổ ghê, quỷ sứ Việt ra như vậy, thôi tao xuống tao đi làm đây, tao cho xào mày chút, với lại tao phải bận công chuyện, ông có bố đi làm rồi, ok Dạ. rồi. Cảm ơn các bạn ạ.